Thì đầu năm ghé uống nước mía này, nước mía thơm. Có nước mía sầu riêng không em? Có luôn. À, qua ra ngoài ngoài cũng mới bán rồi. À, mía sầu riêng, mía mít đều có đầy đủ luôn nè. Mía trưng bày đẹp quá. Sao nước mía này lạ quá vậy ta? Khác với nước mía truyền thống mà. Đó là truyền thống á, nhưng mà tại Hả? ông thích vô những cái vị trái cây vô cho nó. À, thấy cái này xay nó mạnh Giờ ghê. 15-20 giờ. Xay nó mạnh ghê. Dạ, anh để đó xíu em gửi tiền cái em đến bạn nha, em quay. Đẹp luôn. Mới công nghệ. Sẽ nước mía có cái hộp an toàn luôn nha mấy bạn. Mía thơm. Em coi thử. Thử cái nha. Này kéo lên trên cho nó lạnh cho tại vì cái này nó ít đá. À, trong này bỏ cái gì ta? À, mía rồi cái gì nữa? Bỏ trái Mía, dứa, cây quýt bít tắc. rất À, nhiều thứ. không có đường hả? Không không có đường để tự nhiên. Dạ. Thấy cái mùi nó dịu đi, mùi nó dịu ngon, thơm thơm. Không thấy À, mới lần đầu thấy chiếc xe nước mía đẹp quá ghê. ngày Lưu lại. tết thì chưa thấy đông vui anh. À, ngày thường không Ngày tết nó khoảng 800 ký mía. nghe hả? Đây Ai là dụ. thấy 6-7 người làm. Đây là xe nước mía ngay đường Phạm Thế Hiển nè, dưới chân cầu chữ Y nha, gần gần cầu chữ Y. Trang trí Là đẹp. tình cờ chạy ngang hay là có ai giới thiệu hả? Dạ, không, tình cờ chạy ngang thấy xe đẹp quá ghé qua coi như mua uống thử đi. Có vừa không ạ? Cái vị nó vừa anh, không cần phải ngọt quá. Đó, được.